Con nhà nghèo. Đi cả ngày trời mà không kiếm được gỗ, có lẽ ngày mai phải đi xa hơn mới được. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Anh không sao chứ? May là tôi ra tay kịp. Thì ra anh là người cứu tôi. Ơn này, tôi nguyện kết cỏ ngậm vành. Không có gì, anh hãy đứng dậy cho. Tôi Lý Tứ, người làng Thượng. Tôi Lê Bình, người làng Hạ. Nguyện kết nghĩa anh em, từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ ra tay giúp đỡ. Chúng ta sẽ mãi là anh em tốt của nhau. Nhất định là thế rồi. Mình, sao mình lại ngồi đây khóc thế này? Mình chưa biết gì sao? Làng mình có yêu quái đấy. Yêu quái? Con yêu quái này khủng khiếp lắm. Trưởng làng đã cho bao nhiêu quân đi giết nó mà không được. Ông ấy đã phải dùng cách đàm phán với nó, rằng mỗi tháng sẽ cúng nạp cho nó một người đàn ông, và nó sẽ không làm hại những người khác nữa. Mỗi tháng một người ư? Ai là người đầu tiên phải đi chứ? Họ rút thăm, và người phải nộp mạng trong tháng này chính là mình. Là tôi ư? Không thể thế được. Tôi không muốn chết. Tôi cũng không muốn thế. Mình ơi, mình đừng lo, tôi đã có cách rồi. Nhận được tin của anh, em vội lên đường tới thăm anh ngay. Hôm nay anh cũng chuẩn bị rất nhiều món, em cứ tự nhiên dùng nhé. Anh làm sao thế? Sao còn không nâng ly? Thật ra lần này mời em tới chơi là có việc muốn được nhờ cậy. Chẳng hay có việc gì cần em giúp đỡ, xin anh cứ nói cho. Làng cắt viên cho anh đi canh miếu thờ, ngặt vì vợ anh đang ốm, mong em chịu khó đi thay anh một đêm. Được, em sẽ đi thay anh. Anh đừng lo. Ôi, cảm ơn em. Miếu thờ đây rồi. Sao bỗng dưng gió thổi mạnh thế nhỉ? Trời, yêu quái! Lê Bình! Lê Bình ơi! Tiếng ai nghe như của Lý Tứ vậy? Chẳng phải hắn đã vào rừng làm mồi cho yêu quái rồi sao? Hay là hắn bị yêu quái ăn thịt rồi, giờ hiện hồn về trả thù vợ chồng mình? Lê Bình ơi! Em Lý Tứ đây này! Em ơi! Em có sống hồn chết thiên thì hãy siêu thoát, đừng về đây hỏi tội vợ chồng anh. Tất cả là do con yêu quái đó. Hóa ra vợ chồng họ đã biết có yêu quái, nhưng vẫn đang tâm lừa mình đến chỗ chết. Thì ra các người dám lừa ta. Trời, Lý Tứ, em vẫn còn sống sao? Lê Bình, ta đã từng cứu sống ngươi rồi kết nghĩa anh em. Ta luôn coi ngươi như anh trai, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế sao? Không, không phải. Ngươi không ngờ ta không những không chết mà còn mang được đầu yêu quái về đúng không? Hồ Ly Tinh bị em giết rồi ư? Anh sai rồi, xin em đừng giận. Đừng gọi ta là em. Ta không có người anh em nào như ngươi. Lấy oán báo ơn. Xin hãy tha mạng. Xin hãy tha mạng. Lưỡi rìu này đã chặt đứt lời thề năm xưa. Những kẻ bất nghĩa như các ngươi sẽ không bao giờ có bạn. Bài học lớn của vị thái tử. Chà, xem chừng tài thư pháp của con đã khá hơn rồi đó. Phụ hoàng đến lúc nào mà con không hay? Ta tới được một lúc rồi, nhưng con mãi mê viết chữ mà không hay biết. Chữ tâm mà. Dạ. Làm bậc quân tử,
Chữ tài phải luôn đi cùng chữ tâm. Là bậc quân vương thì chữ tâm càng phải sáng để thấu hiểu lòng dân. Vì vậy, trong lần vi hành lần này, ta quyết định sẽ đưa con đi cùng để con thị sát đời sống của chúng dân. Ôi, thật vậy ư? Con cảm ơn Phụ Hoàng. Thưa Phụ Hoàng, con không ngờ vi hành lại thú vị đến như vậy. Có quá nhiều thứ mới lạ. Để trở thành một vị quân vương tốt thì con còn phải học hỏi thật nhiều. Chỉ học chữ thôi là chưa đủ. Vâng, thưa Phụ Hoàng. Con mệt và đói quá cha ơi. Lát ra tới huyện, ta sẽ mua đồ ăn cho con. Cha, gươi sai quả quá. Cha ơi, mình lại đó xin một quả đi, nhiều thế này mà. Cha, dưa năm nay được mùa quá hả bác? Vâng, ơn trời mưa thuận gió hòa, đê đập lại mới được tu bổ, nên mùa màng năm nay tươi tốt lắm anh ạ. Ồ, vậy hả bác? Để chúng tôi giúp các bác chất dưa lên xe nha. Ồ, được vậy thì quý hóa quá, cảm ơn anh. Kì cha, mình ra đây xin dưa, chứ có phải là để làm giúp họ đâu. Hãy cứ làm theo ta đi nào, con trai. Cảm ơn hai cha con nhiều lắm nha. Chúng tôi đang lo trời tối mà chưa xong việc. May mà có hai cha con giúp cho. Đây là quà của vợ chồng chúng tôi thay lời cảm ơn. Hai cha con nhận lấy cho chúng tôi vui nha. Ủa, nhiều vậy? Cảm ơn bác. Nhưng tôi chỉ xin một quả cho cháu thôi. Giờ chúng tôi xin phép về kẻo muộn. Chào hai bác. Tại sao mình không xin luôn hả cha? Sao lại giúp các bác ấy làm việc? Con trai à, làm người ngửa tay xin xỏ là điều không nên. Xin được cái nhỏ rồi lại muốn xin cái lớn, trông chờ ỷ lại vào người khác sẽ khiến mình dần trở thành một kẻ dựa dẫm vô tích sự. Đối với bậc quân vương lại càng không được phép hành xử như vậy. Quân vương là tấm gương cho cả thiên hạ soi vào. Nếu con là tấm gương sáng thì dân chúng sẽ lấy đó mà noi theo. Dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh. Còn con là một tấm gương mờ, làm những việc xấu thì dân chúng sẽ có hàng ngàn hàng triệu người có cớ để làm bậy. Lúc đó đất nước sẽ ra sao, con hiểu chứ, Thái tử? Dạ vâng, thưa cha. Nào con trai, ăn đi cho đỡ đói. Vâng ạ. Cha, con chưa bao giờ được ăn miếng dưa ngon ngọt thế này. Dưa do sức lao động kiếm được, đương nhiên ngon ngọt hơn rồi. Nào, chúng ta về cung thôi. Chuyện đáng nhớ ở quán kem. Mới đầu hè sao mà nóng thế không biết. Mấy cái đứa rách rưới này, chúng mày lui ra xem nào. Mua thì không mua, cứ đứng chắn hết cả chỗ à. Hai đứa kia, không mua kem thì đi chỗ khác. Ăn xin đâu phải ở chỗ này, đi ra chỗ khác đi. Không ai cho đâu mà đứng ở đây. Đi ngay. Tội nghiệp hai đứa, chắc chúng thèm kem lắm đây. Mà không biết chúng có tiền mua kem không mà cứ lãng vãng ở đây. Một lát sau. Chào các cháu, các cháu muốn mua kem à? Chúng cháu muốn mua kem ạ. Thế các cháu muốn mua kem loại nào? Thưa bác, ở đây có những loại kem gì hả bác? Nhiều lắm. Kem hoa quả nè, kem sô-cô-la, vani nè. Anh ơi, em muốn ăn kem hoa quả. Kem hoa quả là đặc sản của tiệm bác đó. Vậy sao bác? Có rất nhiều vị để cho cháu chọn đấy. Kem dâu, sầu riêng, kem chuối nữa nè. Cháu không có nhiều tiền, nên bác bán cho cháu loại rẻ rẻ thôi nha bác. Được rồi,
bác sẽ lấy loại vừa ngon vừa rẻ cho các cháu. Kem dâu ngon tuyệt của hai cháu đây. Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bác. Lần sau quay lại đây ăn kem của bác nữa nha. Vâng ạ, cháu chào bác. Bác Thành. À, mình đó à, vào đây cháu. Cháu có muốn ăn kem gì không, để bác lấy cho nha. Dạ thôi, cảm ơn bác. Cháu mới uống nước mát rồi. Hôm nay chủ nhật, cháu qua thăm bác thôi ạ. À. Lâu rồi bác không qua nhà cháu chơi. Ba mẹ cháu nhắc bác hoài à. Nói với ba mẹ cháu, vài hôm nữa bác ghé qua chơi nha. Bác ơi, vừa nãy có mấy đứa trẻ rách rưới vào đây mua kem. Bình thường người ta hay gắt gỏng với chúng lắm, có khi còn chửi mắng chúng là đồ móc túi. Còn cháu lại thấy bác thì hết sức niềm nở thân thiện với chúng. Chúng là những đứa trẻ mồ côi, hàng ngày phải đi xin từng đồng hay bán từng tấm vé số, cây kẹo để sống qua ngày. Với chúng, mua một cây kem là một quyết định khó khăn đó cháu à. Thật sao bác? Ừ, mà chúng mua cũng trả tiền như bao người khác, thì sao ta phải gắt gỏng khó chịu với chúng? Ai cũng vậy thôi. Nếu ta đối xử với họ như những kẻ không ra gì, thì họ sẽ sống theo lối đó. Còn nếu ta coi trọng họ, thì họ cũng sẽ tin tưởng và yêu quý chúng ta. Trên đời này, ai cũng có quyền được người khác tôn trọng, dẫu đó là ai cháu à. Bác nói đúng, thảo nào mà tiệm kem của bác lúc nào cũng có khách xếp hàng dày đặc. Gặp bác cháu lại học được một bài học bổ ích. Thôi chào bác, cháu xin phép kẻo về muộn. Ăn que kem rồi hãy về cháu. Dạ thôi, cháu cảm ơn bác. Ừ, cháu về nha. Hôm nào bác rảnh, bác qua thăm ba mẹ cháu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.